Ok, xin chào tất cả các anh chị em và chào mừng các anh chị em đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Vương Quang. Thì trong video này Quang sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách để chúng ta có thể đăng ký một cái tài khoản miễn phí cùng với tập đoàn Zcash đến từ Hàn Quốc. Thì đầu tiên các anh chị hãy vào ứng dụng Chrome này để chúng ta vào trang web của công ty. Rồi, tiếp theo các anh chị bấm vào phần tìm kiếm ở trên này. Rồi, chúng ta sẽ bấm trang web của công ty là vngcorp.com đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ bấm OK. Rồi, sau khi vào trang web của công ty rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái hình mặt người ở đây, có dấu cộng ở đây, ở bên tay trái trên cùng nha các anh chị. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ được chuyển sang phần trang đăng ký của công ty Zcash. Thì đầu tiên các anh chị thấy ở đây là quốc gia là Việt Nam, ngôn ngữ là tiếng Việt và phần người bảo trợ ở đây đồ mà. Rồi mình sẽ bấm vào ô trống là người bảo trợ. Sau đó chúng ta sẽ nhập ID của người bảo trợ và số điện thoại đồ mà. Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm vào tìm kiếm. Rồi, rồi sau đó sẽ bấm vào phần lựa chọn ở đây. Rồi, các anh chị đã thấy ở đây lựa chọn người bảo trợ đúng không ạ? Đã có mã số ID rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo lên một chút, chúng ta bấm vào cái ô màu xanh ở đây. Rồi, ở phần là quy tắc hoạt động thì chúng ta bấm vào đồng ý tất cả. Rồi sau đó chúng ta sẽ kéo lên. Các anh chị lưu ý là nhớ kéo ở cái phần trống này thì chúng ta sẽ mới kéo được nha các anh chị. Rồi. Sau khi kéo xuống dưới cùng chúng ta bấm vào đồng ý. Ok. Rồi. Ở đây thì có những cái thông tin cơ bản của các anh chị, thì các anh chị cứ nhập đúng thông tin cơ bản của mình vào đây là được rồi. Ví dụ như ở đây là họ tên đúng không ạ, ngày tháng năm sinh. Thì trong phần ngày tháng năm sinh thì các anh chị lưu ý phần này, khi các anh chị bấm vào phần ô trống thì chúng ta sẽ chọn là năm trước nha các anh chị, chọn năm trước. Ví dụ như là năm năm 84 đi nha. Sau đó chúng ta sẽ chọn tháng, tháng là ở ô bên này, ô bên này, chọn tháng tháng 8 đi ha. Sau đó cuối cùng chúng ta mới chọn ngày nha các anh chị. Là các anh chị lưu ý phần này là chọn năm trước, chọn tháng, sau đó mới chọn ngày nha các anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn giới tính, rồi chúng ta sẽ chọn chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân đồ mà, chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi sau đó chúng ta sẽ sau khi chúng ta chọn, ví dụ như chọn căn cước công dân đi, thì chúng ta sẽ nhập số căn cước công dân vào đây. Nhập xong chúng ta sẽ bấm vào phần kiểm tra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn là ngày hết hạn, ngày hết hạn của căn cước công dân. Đúng không ạ? Thì cũng theo quy tắc là chọn năm trước, chọn tháng sau và chọn ngày cuối cùng, đúng không ạ? Rồi, đối với những căn cước công dân mà không có ngày hết hạn thì chúng ta sẽ bấm vào không có ở đây. Đúng không ạ? Không có. Rồi. Rồi tới ngày cấp. Ngày cấp thì đối với ngày tháng thì chúng ta cũng làm y như vậy. Rồi tới phần nơi cấp. Nơi cấp thì các anh chị bấm tìm đúng theo cái chữ mà in chính xác ở trên trên căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân của chúng ta nha các anh chị. Thì đối với căn cước công dân á thì chúng ta sẽ có hai trường hợp sau. Chúng ta sẽ có hai trường hợp sau đúng không ạ? Còn đối với chứng minh nhân dân thì chúng ta sẽ phân chia theo các tỉnh thành. Đúng không ạ? Các chị lưu ý phần này. Các anh chị lưu ý và chọn đúng nha. Nếu như mà chọn không đúng thì có thể là sẽ không được duyệt đấy. Rồi. Tiếp theo, mã số thuế chúng ta bỏ qua. Các anh chị lưu ý là những cái phần nào mà có cái dấu sao đỏ ở đây, sao màu đỏ thì chúng ta mới cần nhập thôi nha các anh chị. Rồi tới phần số điện thoại. Số điện thoại thì các anh chị lưu ý phần này. Số điện thoại của chúng ta có 10 chữ số, có 10 số thì trong đó có 3 số thì chúng ta đã chọn sẵn ở đây. Đúng mà. Chúng ta chọn sẵn ở đây rồi, đúng không ạ? Ở đây nè các anh chị. Rồi, thì 7 số sau thì các anh chị nhập ở phần này. Rồi, thì sau khi nhập xong thì các anh chị bấm vào kiểm tra là xong, đúng không ạ?
Sau đó phần mật khẩu. Mật khẩu đô mà. Nhập mật khẩu tùy ý. Rồi. Phần địa chỉ thường trú. Địa chỉ thường trú thì chúng ta sẽ nhập đúng chính xác theo căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Ở đây là có tỉnh thành, quận huyện và phường xã. Rồi đối với những anh chị nào mà có số nhà, tên đường á, thì chúng ta sẽ nhập ở phần dưới này. Được mà. Nhập cái ô trống ở dưới đây. Rồi, thì sau khi nhập xong, rồi các anh chị nhập phần email. Nhập email ở đây. Thì các anh chị lưu ý là email của chúng ta nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên sẽ là trước dấu A cộng. Thì chúng ta sẽ nhập vào cái ô này. Rồi sau đó ở đây có dấu A cộng sẵn rồi. Thì việc chúng ta chỉ còn nhập cái phần phía sau của dấu A cộng ở phía sau là xong. Đúng mà, không cần nhập dấu A cộng nữa. Rồi chúng ta kéo sang bên phải chút xíu. Chúng ta bấm vào phần kiểm tra. Bấm vào kiểm tra. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn cái ô trống ở dưới luôn. Chọn vào. Rồi, tiếp theo đến phần ngân hàng. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 6 ngân hàng. 6 ngân hàng để chúng ta lựa chọn. Thì sau này công ty sẽ chuyển khoản hoa hồng của chúng ta vào một trong 6 ngân hàng này. Thì các chị đang xài ngân hàng thì chúng ta sẽ chọn ngân hàng đó, đúng không ạ? Còn nếu như mà các chị vẫn chưa có số tài khoản ở 6 ngân hàng này thì các chị đừng lo, chúng ta sẽ làm sau và cập nhật sau, đúng không ạ? Thì các chị cứ bình tĩnh, chúng ta chọn vào một trong số những ngân hàng này. Ví dụ như ở đây Quang sẽ chọn là Vietcombank. Rồi cái phần số tài khoản thì Quang sẽ bấm từ 1 tới 9 là những con số tượng trưng. Thì công ty thấy không đúng số tài khoản thì công ty cũng sẽ không chuyển khoản hoa hồng của chúng ta đâu, nên các chị yên tâm là sẽ không bị mất. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ upload hình 3x4 của chúng ta, hoặc là hình chụp chân dung, chụp theo kiểu là hình 3x4 nha các chị. Không cười, không đeo kính, không đội nón. Chúng ta chụp hình 3x4 sao thì chúng ta chụp y như vậy, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là chụp up là mặt trước chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi up mặt sau chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Rồi sau khi up xong thì các anh chị đến phần là chọn tuyến trên trực tiếp hay là chọn là vị trí của các anh chị trong hệ thống đấy. Thì các anh chị đến phần này, các anh chị hãy liên hệ đến người bảo trợ của mình để được hướng dẫn chi tiết, đúng không ạ? Rồi thì khi mà các anh chị được nhận cái mã số của người tuyến trên trực tiếp á, thì các anh chị hãy bấm vào cái ô trống ở đây. Bấm vào ô trống ở đây. Các anh chị bấm vào tìm kiếm nha các anh chị. Chúng ta bấm vào chữ tìm kiếm ở đây. Đúng không ạ? Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhập cái mã số của người tuyến trên trực tiếp vào cái ô trống này. Mã số người tuyến trên trực tiếp vào ô trống này. Vậy thì Quang sẽ lấy ví dụ một cái mã số bất kỳ trong hệ thống của Quang nha. Hôm qua Quang cũng mới vừa đăng ký cho người bạn này xong. Ok. Thì sau khi tìm kiếm xong á thì sẽ hiện ra tên của cái người bạn này ở trong hệ thống của Quang. Thì các anh chị bấm vào đây. Và đương nhiên cái mã số này sẽ là người tiến trên trực tiếp của các anh chị nha. Rồi, thì sau khi chúng ta tìm được cái vị trí của người tiến trên trực tiếp rồi thì các anh chị sẽ thấy là ở hai bên đây có hai ô trống màu vàng. Có nghĩa là hai ô này là còn trống, chưa có người nha các anh chị. Chưa có người, đúng không ạ? Rồi, vậy thì tùy vào, vậy thì các anh chị sẽ được nằm bên trái hay bên phải là tùy vào sự sắp xếp của người bảo trợ của mình để được hỗ trợ tốt nhất cả về mạng lưới kinh doanh sau này lẫn là doanh số. Nên các anh chị hãy tuyệt đối nghe theo người bảo trợ của mình trong cái phần chọn vị trí như thế này thì các anh chị sẽ được nhận quyền lợi cao nhất và sẽ được hỗ trợ tốt nhất, đúng không ạ? Rồi, Quang lấy ví dụ Quang sẽ chọn bên tay trái. Bên tay trái thì Quang sẽ bấm vào đây. Rồi, ở đây hệ thống hỏi là có phải bạn chọn nhánh dưới bên trái của mã số này hay không? Thì chúng ta sẽ bấm vào OK. Đó, OK không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào chi nhánh. Tùy tùy vào khu vực sống của các anh chị mà các anh chị chọn. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai chi nhánh chính, đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội, đúng không ạ?
thì chúng ta sẽ chọn một trong hai. Rồi bước cuối cùng chúng ta sẽ bấm vào xác nhận ở đây để xác nhận đăng ký thành công. Đúng mà. Rồi nếu như đến bước này mà các anh chị gặp phần lỗi nào thì các anh chị chụp màn hình lại và gửi cho người bảo trợ của mình để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể. Đúng mà. Rồi video đến đây là kết thúc. Và nếu như các anh chị có thắc mắc nào hay câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment trực tiếp xuống video này, hoặc là hỏi trực tiếp người đã gửi cho các anh chị video này để được hướng dẫn cụ thể hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Và hẹn gặp các anh chị ở những video sau. Nhớ bấm like video này và bấm theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Vương Quang nha. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị.